có thể được trang bị cho Galaxy S11+. Samsung vừa nộp bằng sáng chế với tên gọi thiết bị điện tử gồm màn hình linh hoạt cho tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và được WIPO công bố gần đây có thể hé lộ những công nghệ mới trên Galaxy S11+. Bằng sáng chế cho biết về một mô hình smartphone có màn hình trượt với viền trên màn hình hoàn toàn biến mất. Kết quả là chiếc smartphone này có màn hình chiếm gần như toàn bộ mặt trước, ngoại trừ phần khung kim loại mỏng ở phía dưới, nơi màn hình trượt lên và xuống ở đó. Kích thước màn hình tổng thể sẽ tăng hoặc giảm khi người dùng trượt màn hình lên hoặc xuống. Máy cũng có một màn hình thứ hai nhỏ hơn ở mặt sau sử dụng một phần của màn hình cuộn. Ngay cả khi màn hình mặt trước được trải ra, màn hình phía sau vẫn nhỏ hơn màn hình trước. Người dùng có thể trả lời cuộc gọi bằng cách trượt màn hình lên trên. Một phần của bằng sáng chế chỉ ra thiết kế camera dưới màn hình khi màn hình trượt ra. Camera selfie được đặt ở nửa dưới của thiết bị, ở mặt sau smartphone, phần gọi là lỗ trong suốt cho phép camera chụp ảnh khi màn hình được cuộn lại. Bằng sáng chế cũng bao gồm một phiên bản với camera kép. Huawei dự kiến ra mắt smartphone P40 có camera ẩn dưới màn hình trong quý đầu tiên của năm tới. Công nghệ camera dưới màn hình cũng từng được OPPO giới thiệu tại MWC 2019 Thượng Hải. Công nghệ màn hình mới từ bằng sáng chế của Samsung có thể chưa được ứng dụng ngay vào các sản phẩm thực tế, nhưng Let's Go Digital cho rằng Galaxy S11+ có thể sẽ dùng màn hình trượt, trong khi camera dưới màn hình có thể được trang bị cho S11+ hoặc một smartphone màn hình gập thứ hai của Samsung ra mắt khoảng tháng 4 năm 2020.